Thằng bạn tôi lén lấy hộp thịt trong túi ra rồi nở một nụ cười đắc ý. Cứ tưởng đã chót lọt cho đến khi bàn bên cạnh gọi nhân viên ra vì muốn gọi món thịt giống tụi tôi nhưng trong menu lại không có. Thấy hơi quê quê rồi đó nhưng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rồi gọi tiếp hai đĩa trái cây để ăn tráng miệng. Ăn xong thì gọi nhân viên ra thanh toán nhưng thấy số tiền quá đắt nên thằng bạn thắc mắc. Thì cô nhân viên giải thích rằng vì chúng tôi mang thịt từ bên ngoài vào nên bị phụ thu thêm phí. Biết vậy nãy đổ hết vào nồi cho rồi để ông anh kia thấy làm mọi chuyện bại lộ hết trơn.